chào các bạn, mình là Huỳnh Tiến Đạt. Năm nay đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Thì mình mới vừa đậu phỏng vấn hôm qua nên giờ mình cảm thấy là rất là vui. Lúc đầu thì mình tâm trạng của mình là hơi lo lắng một xíu, tại vì cũng là lần đầu mình đi tham gia phỏng vấn. Mà tới đó rồi thì mình cố gắng mình thở đều để mình lấy lại cái bình tĩnh, tự tin lên. Thì mình kinh nghiệm của mình là đi phỏng vấn là mình cứ kiểu mình phải tự tin nói chuyện thì rõ ràng thì sẽ giúp cho cơ hội mình đậu cao. Mấy bạn cứ thoải mái, đừng có quá lo lắng hay là sợ là mình sẽ không đậu hay là sao đó, thì nó sẽ giúp cho mình dễ nhận được cái visa hơn. Về ăn mặc thì các bạn cứ ăn mặc chỉnh chu một xíu, hoặc là kiểu nhìn các bạn cảm thấy như là thoải mái hoặc như thế nào đó thì các bạn cứ mặc, nhưng mà đừng có quá lố thôi. Các bạn nhớ là phải luôn luôn cười thật tươi và kiểu phải nói chuyện thật là tự tin vào là mình có thể lấy được cái visa đó, thì chắc chắn là cơ hội nhận được visa của bạn sẽ cao hơn. Cảm nhận của em về khi làm hồ sơ tại công ty thì là công ty thì rất là chu đáo. Cái bữa đi học thì cứ được các chị tư vấn ôn rất là kỹ trước khi mình đi phỏng vấn, một phần cũng sẽ đỡ lo hơn. Là về phần mà mình lúc mà được đi phỏng vấn, lãnh sự phỏng vấn mình, anh Khôi thì có một số luôn luôn tạo ra được những câu hỏi ngoài để cho em tư duy hơn, để về như là không quá ràng buộc em về những câu hỏi đó, nên khi mà hỏi những câu hỏi khác nhưng mà em vẫn áp dụng được vào những câu trả lời mình đã có sẵn để biến nó thành một câu hỏi một trả lời mới. Thì em cũng gửi lời cảm ơn đến lại anh Khôi và chị Hương và những chị tư vấn ở đây đã giúp cho em có thể tự tin hơn để nhận được cái visa của Mỹ để du học. Mình thì mình chúc các bạn chuẩn bị phỏng vấn thì sẽ gặp được may mắn giống như mình và nhận được visa để đi du học giống như mình luôn.